Má, Angela My hiện giờ đang là một cái tên rất là hot, sẽ giúp cho công việc của công ty, gia đình mình gặp nhiều thuận lợi. Ca dao có câu, ép dầu ép mỡ, chứ không ai nỡ ép duyên con. Má quen rất nhiều cái mối khác, còn hơn cái con nhỏ này, mà họ sẽ giúp đỡ cho nhà mình. Không chỉ có mình con nhỏ đó đâu. Nhưng mà chuyện quan trọng là tình cảm của hai đứa nó, tụi nó yêu thương nhau. Còn mấy cô gái khác thằng Khánh nó đều từ chối hết trơn rồi, đâu có phải con ép duyên con cái đâu. Khánh. Dạ. Con yêu con nhỏ đó thiệt hả Khánh? Hả? Nói thiệt đi. Con nội đây nè, nói thẳng suy nghĩ của mình đi nha. Gật đầu. Ê, má. Má nội. Để con đỡ nội má vô phòng nha má. Khỏi đi. Làm dâu bao nhiêu năm không hiểu ý mẹ chồng. Bây giờ tôi muốn ra giường tôi tìm cái sự bình an. Vô phòng làm gì? Tù túng lắm. Gật đầu nữa đi. Thấy chưa? Giận cá chém thớt rồi đó. Đây là cái thớt nè. Hỏi giận ai á thì chém không có thương tiếc luôn. Thôi, hai cha con bằng tính sao thì tính đi ha. Thôi, con đừng lo. Con cháu trong nhà, sớm muộn gì nó cũng ngu ngoai thôi. Con hiểu rồi ba. Anh, ca này khó à nha. Vì chứ chuyện dâu rể, bà nội sẽ ăn thua tới cùng cho mà xem. Nhưng mà anh yên tâm đi, em là fan của chị Angela My, em sẽ ủng hộ anh. Có chị dâu là hot girl, sắp tới em sẽ được gắn cái mác là em chồng của hot girl. Cố lên anh, em sẽ ủng hộ anh. Má, người ta là danh gia vọng tộc như vậy, rồi liệu người ta có chịu con không? Tại sao lại không? Họ còn mong ngóng để đón con về sớm nữa đó. Vậy họ có cho con thất học rồi mồ côi không? Danh thế không bằng ai không má? Nếu như họ dám chơi con gái của má thì chắc chắn má sẽ không gả con cho họ nữa. Vậy con sẽ cầu mong cho họ chê con thật nhiều 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 vô. Có thiệt lòng không vậy cô nương?
Má này ghẹo con hoài. Công nhận đẹp thiệt. Đâu, cho anh coi. Nè anh. My, mệt không? Thôi mọi người nghỉ dậy làm 10 phút đi. Cảm ơn. Nè. Mệt quá. Em uống nước đi. Anh cảm ơn. Nghe nói mẹ nuôi của em nói chuyện với em rồi phải không? Anh không sợ nói chuyện ở đây có người nghe được hả? Họ có nghe cũng chỉ đoán thôi, đâu có biết ai là ai đâu. Ừ. Nhưng mà nè, vậy theo anh thì sao? Má Jenny nói là anh cũng không phản đối, thiệt không? Tại vì em nghe má Jenny nói là anh cũng không phản đối gì hết. Quan trọng là cho em quyết định thôi. Anh chỉ quản lý công việc, còn tình cảm của em á, anh đâu có dám quản. Má Jenny cũng nói là thấy em với ảnh có tình cảm với nhau, nhưng mà em thấy cứ phân vân là sao. Tại vì em cũng không biết nó là cái gì nữa, mà thấy nó kỳ kỳ sao á. Tình yêu vốn nắng mưa thất thường mà, có gì đâu mà kỳ. Vậy theo anh thấy là em có nên cưới anh ta không? My nè. Mở treo trước miệng mèo, dạy gì mà không ăn hả em? Cái gì mà mở với mèo là sao? Em đang hỏi chuyện đám cưới chứ em đâu có nói cái chuyện mở với mèo đâu. Trời ơi em khờ quá. Làm dâu nhà đại gia, tên tuổi của em sẽ đình đám hơn nhiều. Đây sẽ là bước ngoặt thứ hai trong cuộc đời của em, sau khi em đang qua người đẹp tuổi tiên. Thiệt hả anh? Ừ. Đám cưới này cho em toàn lợi lộc thôi. Ừ, em tin anh. Em sẽ đồng ý làm đám cưới với hắn. Em đừng vội vàng nói cho nhà báo biết. Anh đã sắp xếp hết rồi, cẩn thận cái miệng của em. Ừ, dạ. Nhưng mà ba má em có thể biết được không? Họ sẽ giữ kín cho em mà, em hứa đó. Ừ. Dạ, em cảm ơn anh. Cha thương con là cha giống mẹ, mẹ thương con là con giống cha. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Trời ơi, con gái của má. Tôi nói thiệt với bà, bây giờ con My á, mình phải kêu nó là con dâu tài phiệt. Tài phiệt là giàu dữ lắm phải không ông? Chứ sao? Bởi vì nó quá giỏi. Nó cua được một thằng chồng kêu bằng nó giàu nứt dách luôn. Bây giờ thử hỏi đi, cả cái dòng họ mình có ai qua mặt được con My không? Thì bởi ta nói ha, hai vợ chồng mình mà gọi điện thoại về dưới á, giống như bùng nổ xóm làng luôn. Nói là mình phải gọi liền. Ừ, được đó. Ba. Ừ? Khoan. Hả? Con nói ba nghe, bây giờ mà ba mà gọi á là coi như cả nhà mình tiêu đó. Ông nhớ không? Nhớ cái vụ phải giữ bí mật không? Thôi chết rồi, xin lỗi con nha. Xém xíu vui quá mà hỏng việc lớn của con. Thôi ông ơi, ráng chờ thêm thời gian nữa hen. Rồi. Bây giờ tới tăng hai. Đi đâu vậy? Làm vài chung rượu để chúc mừng chứ. Quá đã. Bữa nay hai má con bay phải làm với tao một ly đó nghe. Đã cái gì con này? Ông à, nó là con gái không có uống rượu được đâu. Má, sao... Thì má là phụ nữ, má uống được, con là con gái không uống được. Mà sao kỳ quá bà. Mỗi lần cầm chai rượu mà rót rượu ra, sao tự nhiên nhớ tới thằng Tuấn Lùng. Ừ, cái thằng nó vắng số, phải chi giờ nó còn sống ha. Nó mà nghe được cái tin vui này chắc giọng ca nó cất lên là thần sầu quỷ khóc luôn. Ba nói gì vậy? Thôi ông ơi, cái chuyện nó qua rồi đừng có nhắc nữa. Ông nói vậy rồi khác nào như con mình nó lăng nhăng. Nhưng mà ba nói cũng có câu đúng con. Dần dày thôi, bây giờ cái kiếp này á con là coi như là phụ lòng thằng Tuấn Lùng rồi ha. Thì kiếp sau nhớ trùng phùng trả nợ lại cho nó ha con ha. Ba má kỳ ghê luôn á.
Ba má làm như con là con quen hết người này, rồi xong tới người nọ, rồi tới người kia. Trời, làm như con phụ tình ổng vậy đó. Không phải coi như là có duyên mà không phận đi con. Thôi bây giờ vô một cái đi. Tôi với bà làm trước đi. Vô. À, con nữa. Thôi kệ, cho nó chút xíu đi, nay ngày vui. Cho mấy giọt thôi nghe con. Đó, chút xíu thôi đó. Chúc mừng tin vui. Một hai, ba, vui. Vô. Trời ơi. Ngon thiệt đó. Bà nhà nãy là sao với em vậy? Hả? À, hồi nãy á hả? Là người quen. Mà ở đó an toàn lắm, không có sợ người ta soi mói. Đừng nói với anh là ý em nói kiểu giống như chúng ta đang hẹn hò như vậy đúng không? Hẹn hò? Ủa mà... Ủa vậy là hẹn hò hả? Bộ em chưa nghe cô Jenny nói gì về chuyện của tụi mình hết hả? Nè, em đang giả bộ hay là em cố ý ngây thơ vậy? Đâu có đâu, em làm gì mà giả bộ. Chứ sao? Em có nghe má Jenny nói là chuyện của em với anh. Em hỏi thiệt nha. Bộ anh sẽ kết hôn với em thiệt hả? Cái chuyện đám cưới thì coi như là hai bên gia đình đã đồng ý rồi. Bây giờ chỉ chờ mình là chọn ngày lành tháng tốt để mà làm đám cưới thôi. Em sao vậy? Có sao đâu. Ê. Sao thấy mặt anh không vui vậy? Anh không muốn cưới em phải không? Đừng nói tào lao. Tự nhiên không muốn cưới em. Tại em thấy cái mặt của anh không vui như ngày thường. Chứ anh thấy em hôm nay hình như cũng có vẻ không muốn cưới anh thì phải. À, em biết rồi. Có thể nhà anh có người nào mà muốn phản đối, phản bác cái chuyện mà em với anh đám cưới không? Nè, đây giờ anh thấy giống như em nói cái câu đó. Em đang nghĩ là sẽ có một người nào đó tới đám cưới của mình và quậy phá đám cưới của tụi mình. Và em không muốn cưới anh. Đúng không? Đâu có đâu. Thôi đừng có giấu anh làm cái gì nữa. Nó lộ trên cái mặt của em rồi kìa. Hay quá. Anh ơi, cái này ngon quá. Nè, ngon quá, ăn đi. Ăn đi, ngon ha. Ngon quá. Nhìn gì vậy? Nhìn này phát cười quá. Tự nhiên cái cười. Nội. Nội ơi, dậy ăn chút đi nội. Không, tao nói tao không ăn mà. Từ sáng giờ, nội có ăn gì đâu. Tao biểu đem ra ngoài mà. Mấy người đó xài còn đem cơm lên đó hả? Đâu có đâu. Nội biết mà, con là thương nội nhất nhà. Nội ngồi dậy ăn miếng nha. Đồ xạo. Thiệt mà. Má. Sao rồi? Sáng giờ bà nội không chịu ăn gì hết trơn á. Già néo đứt dây. Thôi, đi ra đi. Nội không ăn, chết sớm. Cho mấy người kia muốn làm gì thì làm. Má, má nói quan cho tụi con rồi. Quan? Quan ức cái gì? Tụi con nghe nói cả ngày má không có ăn gì hết đó. Tụi con lên thăm má nè. Má có đau chỗ nào trong người không? Lên thăm coi thử tôi chết chưa. Sắp chết rồi đó. Chờ tôi chết thì tôi chết một cách hoành tráng. Má à, má có giận á thì cũng phải ăn cơm để có sức mà giận tụi con chứ. Không phải tôi chết rồi mấy người vui lắm sao? Nè, má đừng có cố chấp như vậy. Mấy đứa nhỏ nó không biết. Sao má lại xử sự như con nít vậy? Cái gì? Má, cậu cố chấp hay là tôi cố chấp? Hả? Tự nhiên ép thằng Khánh lấy một con nhỏ chẳng ra gì, rồi bắt tôi phải chấp nhận một con dâu không ra gì. Sau này nó xin chắc cho Hà Gia. Mấy người không nghĩ cho tương lai của Hà Gia sao? Trước giờ con làm gì cũng đều nghĩ cho Hà Gia hết, đưa Hà Gia lên hàng đầu. Vậy thì bây giờ cậu đặt sao? Thank you.
Nội ngoại gì? Con nghe bé Mơ nói từ sáng tới giờ nội mệt trong người, rồi cả cơm nước cũng không ăn nữa. Làm sao mà có sức khỏe đây? Ăn cái cục tức, no rồi. Nội không tha thứ cho con cũng được, nhưng mà ít ra cũng phải ăn thêm miếng cơm cho nó có sức. Tại vì nội thấy con hiền lành vậy đó, nội sợ con lấy con nhỏ đó nó ăn hiếp con. Nè, mà bà nội hỏi nè, nó có cho con ăn bùa mê thuốc lú gì không? Mà sao con mê nó dữ vậy? Không có đâu nội, mê đâu phải là người như vậy đâu. Ừ. Tại vì nội chưa tiếp xúc mà. Để bữa nào á, con dì cô tới đây cho nội gặp ha. Không. Rồi nội sẽ thấy cổ rất đáng yêu, không có giống như những gì mà ở ngoài người ta đồn đại về cổ đâu. Không, đừng có dụ nội nữa. Nó ngủ. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi. Ngủ à. Nội à, ngồi dậy đi. Đi. Thấy nội khỏe rồi ha, thần sắc của nội á khác hẳn luôn, còn rủ con đi tập thể dục nữa chứ. Đêm hôm qua là nội đã suy nghĩ kỹ rồi, nội thấy con nói đúng đó. À, nội đồng ý hả? Ừ. Bà nội á là phải tập cho mình có sức khỏe thiệt là tốt để mà đấu tranh với ba con, không để ba con ép con lấy cô gái đó. Trời, nội, nhưng mà con nghĩ là nội đã đồng ý với con lấy mi rồi. À, nó tới rồi kìa. Dạ con chào bà. À, chào cháu. Dạ mời bà ngồi. Ừ. Ủa, cô gái này là ai vậy nội? Đây là cháu trai bà nội hay kể với con đó hả? Đúng rồi. Chào anh, em là Sally. À, nó là Sally, nó là cháu nội của ông Phước. Ông Phước là bạn đối khố với ông nội con đó. Con nhà gia giáo, ngoan, hiền. Mà gốc gác gia đình cô bé này á là nội biết rất rõ. Còn đây là Khánh, cháu của nội. Nội nói rồi đó, hai đứa làm quen đi ha. À, chào Sally. Sally mới tốt nghiệp trường ngoại thương đó con, chuẩn bị vô làm trong cục hải quan đó, phải không con? Dạ, con muốn tự lập ở ngoài trước một thời gian để học hỏi kinh nghiệm, như ông nội biểu con vào đó làm cho ổn định luôn. Ừ, ông nội nói đúng đó, đâu có phải ai cũng vô làm hải quan được. Dạ, anh Khánh cháu trai của nội cũng giỏi mà. À, em nghe nội nói anh làm giám đốc điều hành công ty Hà Gia. Ờ, anh nói thật em nha, anh không có giỏi gì hết á, biết sao không? Tại vì cha truyền con nói mà. Ơi, ba thằng Khánh á luôn dạy con cái trong nhà là phải khiêm tốn. Dạ. À, phải biết người biết ta, cho nên hễ cứ ai mà khen nó cái là nó phản ứng vậy đó, chứ không sao đâu con ha. À, vậy là bác trai ở nhà chắc nghiêm khắc lắm hả? À, anh nói em nghe nè, thật ra ba anh á là một người không phải nghiêm khắc không, rất là kỹ tính, cộc cằn, thô lỗ, gia trưởng, em hiểu không? Đó, rồi ngay cả cái chuyện là kiếm một người vợ tương lai, ba anh quyết định luôn. Sally, anh xin lỗi, chứ mà nếu như bà nội của anh mà ngày hôm nay muốn anh gặp em vì một lý do nào đó, thật sự là anh không biết, nên là có chuyện gì thì anh xin lỗi. Em hiểu không? Vậy là sao? Tối qua nội hẹn con ra đây gặp anh Khánh mà. Thì là nội muốn con với thằng Khánh nên duyên thôi, với thôi, nhau thôi, mà. Thôi trời ơi, tại sao con là cháu của nội mà sao nội không hiểu ý con gì hết trơn vậy? Con nói là con không cưới bất kỳ cô gái nào hết á, con chỉ cưới cô gái kia là ai? Là My. Xin lỗi Sally. Khánh, xin lỗi. Khánh ơi. Trời ơi. Khánh ơi. Con không thích kiểu làm mai làm mối như vậy đâu. Khánh
Trời ơi mệt lắm rồi nha. Tao mệt lắm rồi nha. Mệt rồi. Có cái gì thì ngồi xuống nói chuyện chứ để nội chạy theo như vậy. Kỳ vậy. Con làm gì mất mặt nội vậy? Nội à, trời ơi, con đã nói với nội rồi, con không thích cái kiểu mai mối như vậy, nội có hiểu không? Nhưng mà rồi mai mối cho con bao nhiêu lần, đứa thì cao, đứa thì đẹp, đủ thứ hết trơn cái trời mà con cũng không chịu. Rồi bây giờ tới con nhỏ này con cũng không chịu là làm sao? Trời, không phải con không khó khăn gì hết á, cái gu của con vẫn vậy, nhưng mà ít ra nội cũng biết cái gu thẩm mỹ của cổ như thế nào. Trời ơi, cứ kỳ lắm. Nhưng mà nội thấy cái con nhỏ này tướng tá nó cũng đẹp, với lại nội dòm nó biết là con nhỏ này mắng đẻ nè. Nó mắng đẻ cháu cố cho nội ha. Trời ơi, nội kiếm một đứa cháu dâu là để cho con được hạnh phúc, hay là muốn một đứa cháu dâu chỉ biết đẻ cho nội thôi? Nội à, con nói nội nghe nè. Con biết á, là nội thương con, nội muốn tốt cho con, nhưng mà nội à, con chỉ cưới người vợ mà con muốn thôi, nội hiểu không? Nhưng bây giờ nội nghĩ đi, ba của con á, không có khó, không có ép gì con hết. Nhưng mà ba muốn con á, có một cái chứng kiến trong cái suy nghĩ, lựa chọn, quyết định tình cảm của mình. Nhưng mà con có thật lòng yêu con bé đó không? Con có tin là con bé nó đem lại hạnh phúc cho con hay không? Hả? Có chứ nội. Con yêu cô ấy thật lòng nội à. Con rất là yêu cô ta. Điều con cần bây giờ là nhận được một cái sự quan tâm, một cái sự đồng ý, chấp nhận của nội. Chỉ cần điều đó là con hạnh phúc rồi. Con có chắc là điều con nói là đúng không? Hả? Con chắc chứ. Nhưng mà riêng nội thì nội cảm thấy nội không yên tâm về cái con bé này. Tại sao? Nội thấy nó có cái gì đó mà làm như nó có cái mưu đồ gì đó mà trong cái công chuyện làm ăn á, chứ không phải là hôn nhân. Không nội à, bây giờ con nói cho nội nghe nè. Con hứa với nội luôn, con sẽ cố gắng sống cho thật tốt, rồi con sẽ dạy Bảo My để trở thành một người con dâu tốt của gia đình mình cũng như là Hà gia. Còn cái chuyện tình cảm của con nè, là để con với lại My quyết định. Đó, con năn nỉ nội luôn đó, nội đồng ý đi mà. Nội chấp nhận cuộc hôn nhân này đi nội. Nhá, con yêu My thật lòng mà, con không muốn cưới một cô gái nào khác nữa đâu. Thôi mệt quá. Nhá, đi mà nội, đồng ý đi. Mệt thiệt. Thì con đấm bóp cho nội nè. Anh xem qua đi. Đây là hợp đồng lao động của Angela My với công ty của tôi 10 năm. Và đây là một vài yêu cầu đối với Angela My sau khi chính thức làm con dâu của Hà Gia. Mời anh xem qua. Lần ra mắt đầu tiên, hình như chúng ta đã đề cập vấn đề này rồi phải không? Cũng may quá anh còn nhớ. Với Hà Gia, lời hứa đi đôi với chữ tín và trách nhiệm. Một khi đã trở thành đối tác của Hà Gia, cậu Thái cứ yên tâm với mỗi lời nói của tôi. Thật là một sai lầm nếu như tôi từ chối làm đối tác của Hà Gia. Trong vòng 10 năm tới, Angela My vẫn thuộc quyền quản lý của tôi. Vì vậy, mọi hoạt động trong giới showbiz của My vẫn do tôi quyết định. Tất nhiên, những hoạt động đó không đụng chạm tới việc làm người mẫu độc quyền của resort Hà Gia. Tới 10 năm, thời gian hợp đồng có thể kết thúc sớm hơn được không? Mọi tổn thất tôi có thể đền được. Việc này e là anh làm khó cho tôi rồi. Nếu anh biết được quá trình tôi bỏ ra để đào tạo Angela My, anh sẽ hiểu cho tôi thôi. Và anh cũng không bắt tôi kết thúc sớm hợp đồng này. Theo tôi biết, công việc hiện giờ của con bé bù lại gấp 10 lần những gì cậu bỏ ra. Về mặt kinh doanh, nếu như tôi để 10 người như Angela nổi tiếng và rời xa tôi, thì coi như là tôi kinh doanh thất bại rồi. Anh nghĩ có đúng không? Tất nhiên. Mời cậu. Cậu là người nổi tiếng về việc kinh doanh chân dài mà. Nhưng tôi muốn con bé cũng sớm giải nghệ để mà theo chồng, để phụ chồng quản lý Hà Gia. Đó cũng là quy định của con dâu Hà Gia. Được, tôi cũng nói luôn, việc My lên xe qua về mặt hoạt động, tôi sẽ bị thiệt hại không kém đâu. Lượng fan giảm sút, show diễn cũng ngày đặt vấn đề mời cô ấy tham gia. Nhưng những tổn thất đó tôi đã chấp nhận để em My
có một chỗ dựa vững chắc như là gia đình Hà Gia rồi. Tôi hiểu rồi. 10 năm nói dài cũng không đúng, nói ngắn cũng không sai. Được rồi, tôi đồng ý. Cũng cần có thời gian để con dâu tôi thích nghi với gia đình bên chồng trước. Cảm ơn anh Phương thông cảm và đã thấu hiểu cho công việc của tôi. Vậy thì bây giờ tôi cần ký gì đây? Không cần đâu. Lời nói của anh là chữ tín của Hà Gia mà. Tôi chỉ cần anh thông qua là đủ rồi. Anh Phương nè. Hả? Gia đình anh có ai phản đối Angela Mi không? Ồ, tất nhiên là không. Có ba chồng như anh chống lưng, tôi cũng mừng cho Mi. Để tặng đồ hot cho Angela Mi. Anh Phương nè, tôi có thể yêu cầu việc này được không? Cậu cứ nói đi. Anh có thể giữ bí mật đám cưới của Mi có được không? Chuyện này chuyện nhỏ thôi. Cảm ơn anh. Mời. Nè nói. Cô cái này là Mi đó. Hả? Mi đó rồi, Mi nhảy xuống cứu người đó. Trời thấy ghê thấy mồ. Sao con nhỏ đó liều quá trời vậy? Cô đang cứu người mà. Đang tình thế cấp bách như vậy thì làm sao mà có thời gian suy nghĩ ra nó nguy hiểm được. Mà con có công nhận cô này cô dũng cảm thiệt đó. Trời ơi, quá ra thần tượng người ta dữ vậy đó ha. Tốt khỏe xấu chè. Nè, tranh thủ tìm cái thứ hình ảnh đẹp để mà dụ tôi phải không? Phải không? Không, cái này là sự thật. Người ta đăng lên mạng là có bằng chứng rõ ràng hết. Tự nhiên con có gì đâu mà con khoái phe nổi đúng không? Rồi đừng có đổi ý nha. Nè nè, nội đã đồng ý rồi mà sợ nội đổi ý nữa hả? Thương nội quá. Tổ cha mày, nội đã sanh ra thằng cha mày, nội không hiểu con sao được. Con chỉ sợ nội đổi ý thôi chứ. Ăn là nội. Giọng anh bị sao vậy? Sao là sao? Thì hôm qua em thấy anh ủ rũ giống như sắp chết vậy đó. Hôm nay nghe giọng như vậy biết là có chuyện vui rồi. Bộ anh trúng số độc đắc hả? Đâu có gì đâu em. Anh nghĩ cái chuyện này nó còn vui hơn là trúng số độc đắc nữa đó. Vậy nếu sau này em làm vợ của anh sẽ chia cho em một phần nửa phải không? Chắc chắn rồi. Anh nói là những thứ quan trọng anh sẽ chia sẻ với em, chỉ riêng mình em mà thôi. Mà anh ơi, vậy rốt cuộc thứ đó là thứ gì vậy? Là một món quà vô giá. Vậy hả? Anh cứ nói vậy hoài à, em sốt ruột lắm. Thôi, anh cứ máy đi, gặp em trưa nay nha. Dạ, gặp lại anh sau nha. Chào cô chú. Chào con. Con chào cô. Mời ngồi. Con mời cô ngồi. Chị à, chị vẫn trẻ đẹp khiến người khác phải ganh tị với chị đó. Cảm ơn chị cũng vậy nè. Nghe cháu đã lâu á, bây giờ mới gặp mặt đó. Cháu xin hứa trên TV nhiều đó nha. Dạ con cảm ơn cô. Cô quá khen. Nè, khen đúng chứ quá chỗ nào. Cháu đúng là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn của thế kỷ 21 đó. Anh khen quá làm con bé nó nở hết mũi kia kìa. Con xin phép mời cả nhà mình cùng nâng ly. Mời cô, mời Mi. Dạ. Mời ba má. Mời anh. Mời. Dạ. Xin mời chị. Cảm ơn con. Anh chị dạy con trai thiệt là khéo.
Cháu rất biết cách đối nhân xử thế. Nếu như không có cuộc hôn nhân này á, thì tôi vẫn thật sự rất quý thằng bé này. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Nè, ở đây mà cũng nói của nó được nữa. Thôi chị thông cảm nha. Câu cửa miệng của chồng tôi thường hay nói ở nhà đó mà. Tôi chỉ đùa thử coi thần kinh của con dâu có đủ sức chịu đựng được ba chồng hay không. Anh chị cứ yên tâm, con bé nhà tôi sẽ không khiến anh chị phải bận tâm đâu. Nếu có chuyện gì, tôi cũng nhờ anh chị nhẹ nhàng chỉ bảo cho nó. Nó còn nhỏ dại, nhiều lúc nó cũng chưa có suy nghĩ được thấu đáo đâu. Con dâu tôi về nhà Hà Gia mà chị đã lo lắng như vậy rồi. Con gái về nhà chồng, ba mẹ nào mà không phải lo hả chị? Thôi được rồi, trước là để chúng ta gặp nhau, sau là thống nhất kế hoạch đám cưới cho bọn trẻ. Ở phía bên chị có yêu cầu gì không? Tôi xem lịch, thấy ngày 7 tháng sau là ngày tốt, thuận lợi cho việc cưới xin. Ngày đó tổ chức có thuận lợi cho phía gia đình anh chị hay không? Tôi thấy ngày đó ok. Tôi chỉ sợ kẹt công việc của con dâu thôi. Nghe cậu Thái nói lịch trình của con dâu căng thẳng lắm. Anh khỏi lo, tôi đã hỏi qua ý cậu Thái rồi. Cậu ta sẽ sắp xếp công việc cho con bé. Nhắc tới thấy con gái chị tài giỏi hơn người. Thành Khánh con trai tôi cưới được con bé, đó là vinh dự cho nó. Cha ông người ta nói không có sai. Cha chồng lúc nào cũng thương con dâu hết đó. Chị cũng nghe ông khen con gái chị rồi đó. Cho nên chị hãy yên tâm đi khi con bé về làm dâu nhà tôi đó. Được như vậy, tôi thiệt mừng cho con gái của tôi. Nào, mời mọi người. Mời cả nhà. Dạ. Dạ. Xin mời. Dạ, em đã có mặt. Anh thấy em lẹ không? Chỉ cần một cú phone của anh thì cho dù em ở nơi đâu, em sẽ xuất hiện trong vòng một nốt nhạc. Em gọi nước uống đi, mình nói chuyện sau. Cảm ơn anh. Chị ơi, cho em đi nước cam. Đây. Có cái này rồi. Em đủ bôi trét lên cả chục bài. Dạ, mời chị. Của anh. Đây là... Dạ. Người tình bí ẩn của Angela Mi hả? Hơn cả người tình. Hơn cả người tình. Không lẽ là vị hôn phu hay là chồng sắp cưới hả anh? Angela Mi sẽ lên sơ qua với một người bí ẩn. Tất cả sẽ được hé lộ về giờ chi. Toàn bộ nội dung em chỉ cần nổi bật lên điều thôi. Nè, em làm sao cho từ khóa Angela Mi lên hàng đầu là được rồi. Phần này bồi dưỡng cho em trước. Chưa gì hết mà anh đã bồi dưỡng rồi. Anh, em vẫn là chủ trì thông tin độc quyền của Angela Mi hả? Tất nhiên rồi. Bút danh của em cũng hot không kém cạnh hot girl Angela Mi đâu. Dạ, cảm ơn anh. Tất cả là nhờ anh hết đó. Em chỉ ăn ké thôi ạ. Nè, em cứ làm đúng bổn phận của mình, rồi em sẽ được tự hưởng xứng đáng thôi. Em biết mà, anh yên tâm. Nhưng cho em hỏi cái này, cái người đàn ông mà đứng trước bức ảnh đó, đó là anh hả? Thông tin này không cần các bạn viết đâu. Em nên nhiều chuyện vừa đủ sai thôi cô nhà báo à. Dạ em biết rồi. Như vậy đi, xong bài thì gửi cho anh Việt lần cuối. Dạ. À, đây là thông tin về Angela Mi em mới thu thập được nè. Đến xem sau. Dạ. Bye bye.
À, chào mọi người. Chào giám đốc. Dạ, giám đốc. Thôi, còn làm việc đi. Dạ, thưa giám đốc. À, chào em. Nhìn kìa. Đây, Hạnh bổ sung thêm một số thông tin cho tôi nha. Xong rồi đem qua phòng tôi. Dạ. Cả nhà làm việc tốt nha. Dạ. Dạ. Tôi đo rồi đó, y chang. Lần này không trật vào đâu được. Mấy bà cá gì không? Dám cá không? Cá gì? Cá đi. Cá. Là làm việc đi. Ê, qua đây. Qua đây. Sao sao? Thấy chưa? Sao? Tôi nói rồi. Bởi vậy á, thần sắc hôm nay của sếp trông vui vẻ hẳn lên luôn á. Ờ, đúng rồi đó. Em cược tủ của anh luôn. Yeah, yeah, hình như giám đốc chưa có biết gì hết đó. Tỉnh như rùi vậy hả? Thôi đi. Nhiều khi biết mà giấu không chừng. Mà công nhận á, hai người họ chuyển biến lẹ thiệt hả? Ờ. Đúng á. Ờ. Từ hẹn hò chuyển sang đám cưới luôn chứ. Ừ. Sướng thiệt á. Thôi đi bà ơi, cái gì đến dễ dàng cũng ra đi vội vàng. Bà chưa nghe câu này hả? Ê, mà sao hôm nay á, trưởng phòng của mình hiền dịu quá vậy? À, sự im lặng đáng sợ của người phụ nữ chỉ có thể nói lên rằng rằng họ chẳng có gì để nói cả. Nhảm nhí. Xàm xí. Mời vào. Ờ, Hạnh hả? Ngồi đi. Có chuyện gì hôm nay Hạnh lại vào phòng của tôi? Em muốn hỏi anh coi là tình hình triển khai dự án với lại Blue Travel như thế nào rồi. À, dự án đó hả? Rất tốt. Tôi nghe nói mọi người khen dự án đó rất là nhiều. Ngay cả tổng giám đốc cũng có lời khen cho group của Hạnh đó. Mà nếu như dự án này được thành công thì chắc chắn sẽ được khen thưởng. May quá. À, còn về vấn đề người mẫu trong quá trình quảng cáo, có xảy ra vấn đề gì không? Có cần nhóm em hỗ trợ gì không anh? À, về vấn đề người mẫu hả? Thực ra thì cũng nằm trong bản hợp đồng hết rồi. Cứ theo đó mà làm thôi. Vấn đề ở chỗ là bây giờ Hạnh cứ làm theo những gì trong bản hợp đồng ghi đi. Cảm ơn Hạnh. Dạ. Hình như anh ta chẳng có căng thẳng gì. Chuyện đang bị đồn quen hot girl. Chắc không phải. Anh ta chỉ gặp My vì công việc và bị đồn thổi thôi. À. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi anh. À, em xin phép về phòng. Cô này sao quá ta. Alo. Dạ. À, chị ơi, bên này vẫn chưa thấy thông báo phía bên chị thanh toán 40% còn lại của hợp đồng cho số áo dài. Vậy hả? Dạ. Dạ. Không sao đâu chị. Miễn hôm nay chị chuyển khoản cho em là được rồi. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Alo, anh Hai hả? Dạ, lâu quá không gặp anh. Dạ, show diễn ở Hàn Quốc hả anh? Dạ, dạ, cụ thể là ngày mấy? Để em kiểm tra lại. Dạ, dạ, anh chờ em chút nha. Dạ, 15 được đó anh. Dạ. Anh, bên anh tài trợ cho Angela Mee
được mấy vé máy bay vậy? Một vé hả? Sao tính toán với bên em vậy? Thôi được rồi, nếu như bên anh tính toán như vậy thì bên em cũng tính toán lại rồi báo giá các sơ theo hợp đồng nha. Dám tính toán với ông à? Ông thét giá cho mày chết. Giờ ông là người cầm cán cân, đúng mấy thằng ngu. Gửi về ba má mình còn có nhiều đâu chứ. Trời ơi, trời, cái gì mà ngặt vậy? Nhất kiểm tra lại con. Sao mà toàn đô la Việt không vậy? Chuyện này mà lộ ra ngoài một cái, Angela Mi chắc độn thổ. Hot girl túi rỗng. Vì ai em đã từng, vì ai em đã quên, quên đi bao yêu dấu. Từng chiều anh vẫn bước đi vội vàng, có lẽ tới nơi mình chia tay. Làm sao anh quên được ngày mưa ấy em đi xa anh thật xa xa, còn lại chung nhau chút gì? Outside.